Thưa quý vị, nhằm tăng độ bao phủ vaccine trên diện rộng và nhất là cho đối tượng nhóm trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi, mới đây Văn phòng Chính phủ đã vừa có công văn 9629 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm phòng vaccine COVID-19, trong đó giao cho Bộ Y tế phải có giải pháp đầy đủ để tiêm vaccine cho các lứa tuổi. Công văn nêu rõ để tăng cường thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo về số lượng vaccine và tiến độ tiêm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo rà soát, cập nhật thường xuyên để kịp thời có giải pháp phù hợp, đảm bảo số lượng vaccine đủ tiêm cho các lứa tuổi theo đúng tiến độ được giao, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ này. Sau khi được các cấp thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, Bộ Y tế tiến hành ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để mua vaccine cho trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, mùa đông thứ ba của COVID-19 rồi và chắc chắn mỗi người, từ người già cho đến trẻ nhỏ và chính bản thân.